Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào em bạn. Là Nguyễn Thị Thu Thảo, em sinh năm 85, 31 tuổi. Em đang là nhân viên xuất nhập khẩu đến từ Phan Thiết. Hiện giờ thì mình đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chứ hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình nghe bạn trai giới thiệu đã nha. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Vĩ, em 31 tuổi, em hiện tại em là sĩ quan hải quân, em đang công tác ở lữ đoàn 125 ở bên quận 2. Cái nhiệm vụ của bạn trong lữ đoàn là làm cái gì, cụ thể là gì? Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của em thì nói thật với anh là em là trợ lý phòng kỹ thuật. Kỹ thuật là về cái gì? Về tất cả máy móc, về tất cả điện đóm, về tất cả những cái gì liên quan đến tàu bè. Mình điểm mạnh điểm yếu của mình. Dạ em thưa chị Cát Tường, mấy anh chị cũng nhận xét em là em vui vẻ, hòa đồng, em thiệt tình, em nhiệt tình và em biết lắng nghe chia sẻ. Dạ, điểm yếu là em rất là mau quên, với lại em rất dễ tin người. Có bị gạt lần nào chưa? Dạ rồi. Gạt cái gì? Gạt tình hả? Ai vậy? Ai nỡ lần nào gạt tình em kể chị nghe coi. Mấy người yêu cũ của em gạt tình mấy người rồi? Dạ hai. Trời ơi, hai người gạt tình luôn. Hai người, người nào cũng gạt hết hả? Dạ. Người ta gạt sao? Ví dụ người ta gạt sao? Ví dụ như là quen mình đó hả, mà nói là chưa có gia đình, thực tế họ có giùm, họ giấu. Quen ai xong cuối cùng cũng người ta cũng có vợ hết. Dạ đúng rồi, mà giấu. Đó là chưa có em cũng tin, nên là em rất dễ tin người là vậy. Trời ơi, bây giờ có rút kinh nghiệm gì không? Dạ chắc cũng dễ tin người như vậy, nó không có thay đổi được. Trời ơi, thôi được. Vậy làm tới đây có địa chỉ chắc chắn rồi đó. Cái gì không dám chắc mà độc thân là đây chắc được nha. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Là em trải qua hai mối tình, yêu đơn phương. Đơn phương không hả? Dạ đúng rồi. Ủa trong quân đội chỗ cơ quan bạn không có nữ ha? Hải quân hả? Dạ không rồi. Không có nam không hả? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Em ở Nam Định. Rồi ở thành phố này, ở cơ quan hay ở đâu? Em ở trong cơ quan luôn này. Trong cơ quan luôn. Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ ở cơ quan luôn hả? Dạ không, chắc nếu mà lấy vợ thì chắc phải đi ra ngoài ở thôi. Ra ngoài là ở đâu? Ngoài ở đâu? Chắc phải trước mắt là phải thuê nhà thôi. À. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì em thích anh đó cao, tóc nhiều. Gì vậy? Sao tự nhiên tóc nhiều dưới cười cái rần vậy? Bên đây không được nhiều. Có cao không? Cao, cũng không được cao lắm. Mét mấy anh? Mét 65 anh. Thấy không? Đấy cũng là điểm yếu của em đấy. Rồi gì nữa? Nói tiếp đi. Về tính tình đó thì em thích ảnh đó là thứ nhất là có tính trung thủy, có một xíu gia trưởng để thể hiện tính quyết đoán trong gia đình, chứ đừng có vợ nói gì cũng nghe đúng không? Dạ không, vợ nói phải nghe rồi. Có ai nói gì cũng dễ bị tác động nên không thích như vậy. Có lập trường một chút xíu. Dạ đúng rồi. Nãy giờ bạn gái kia yêu cầu về, bạn có đáp ứng được không? Em chắc được 80%. Trời, tự tin dữ vậy. Hình có được đâu mà nói. Cái 65 tao đi đẹp trai rắn rỏi lắm chứ bộ. Anh có yêu cầu gì ở người bạn gái của mình? Nói chung là đầu tiên là phải có tham vọng trong công việc. Phụ nữ là máy ấm gia đình là quan trọng nhất chứ bạn. Em là bộ đội nhưng em rất thích kinh doanh chị ạ. Muốn vợ kinh doanh luôn hả? Dạ đúng rồi. Bạn muốn kinh doanh gì, có một cái suy nghĩ chưa? Không, em có ước mơ là vợ em có thể làm chủ một quán cà phê hoặc là một cái nhà hàng quán ăn nào đấy. Đúng rồi, tham vọng như vậy tốt. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa, yêu cầu bạn gái thế nào nữa? Yêu cầu bạn gái thì trong công việc và trong gia đình thì nó phải rõ ràng anh ạ, chứ không thể mang công việc về gia đình được. Thích người vợ là phải biết kinh doanh làm ăn, nhưng mà hễ vô tới nhà, về tới nhà là phải lo chuyện gia đình. Khó à nha, cái này hơi gia trưởng. Không, kỷ luật thế cũng tốt thôi chứ. Hơi khó đó. Rồi còn yêu cầu gì nữa, có mẫu người nào không? Dạ có anh. Giống MC Hoàng Anh thì tốt. Á, Hậu Hoàng, Hoàng Anh. Dạ đúng rồi. Chơi cỡ hậu mới chịu hả? Bên kia mẫu Hậu Hoàng Anh nữa không? Trời ơi. Ốc chỉa. Tóc là đẹp của bộ, tóc màu đen mà. Giờ đang là mốt đấy chị ơi. Mà hình như cái mốt này là cũng lỗi rồi đấy chị ạ. Ủa anh có tật xấu gì không? Hay quên, hay do dự. Ghét nhất người con gái ở điểm nào? Càm ràm ấy, nói nhiều. Gái nào cũng vậy trời. Ở dơ đấy, cũng càng không biết luôn. Làm gì có ai ở dơ. Em đi đường thấy nhiều người cũng ở dơ. Ôi, đi đường thấy sao biết tao ở dơ? Thì nhìn họ ăn mặc. Ngồi gần nó hôi cũng ở dơ nữa. Không, có đấy có thể là mùi cơ thể thì mình chấp nhận được. Hả? Chấp nhận được hả? Được chị. Mùi hôi rất nghiền luôn. Bây giờ mình sẽ qua mình coi đàn gái thế nào, về thông báo liền ha. Trời ơi, coi đi. Dễ thương mà. Dạ. Anh bên kia hơi đen chút xíu, như rắn rỗi, sĩ quan quân đội mà.
yên tâm về kỷ luật, về tất cả mọi thứ là số 1 hết. Chỉ có cái mình nhìn nhau có nó có tiếng sét ái tình hay không thôi. Này hơi gia trưởng hơn em yêu cầu đó nha. Vậy em xử sao? Trời ơi, vậy mà đây còn dữ nữa. Nhưng mà thường á, mấy chú bộ đội á hơi khô chút xíu, không có lãng mạn, em có đồng ý không? Dạ, đôi khi trong tình cảm mà khô khan quá thì nó không có tạo cái dấu ấn hay gì đó thì cũng hơi khó. Dạ, cũng hơi buồn. Nói thôi chú biết có lãng mạn không? Không chỉ cần lãng mạn, dễ thương lắm. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với bạn em, với sếp em, với chị chủ tịch công đoàn, với em họ của em. Trời ơi, nguyên cơ quan luôn hả? Chủ tịch công đoàn đó. Chào chị chủ tịch công đoàn. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em trai tham gia chương trình. Dạ. Chào cùng quý vị khán giả trong trường quay. Dạ em là bạn đồng nghiệp của Thảo, làm cùng phòng, cũng là chủ tịch công đoàn của khối phòng ban. Trước tiên là thấy em trai bên này là hội đủ các tiêu chuẩn, nói chung là hình thức cũng ok. Duyệt không? Duyệt không? À, duyệt. Duyệt. Cảm ơn chị. Rồi, bạn có đi với ai không? Em định điện cho mẹ em vào, nhưng mà mẹ em cách đây 2000 cây số không vào được. Phải chú gì em cách đây 200 cây số thì có lên đây được. Ồ, gì cách 200 cây số luôn hả? Dạ rồi. Ở đâu? Ở Bà Rịa Vũng Tàu lên đây ạ. Rồi, xin mời chú. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ, chào chú. Nay cậu Vĩ mời đi cái chương trình này thì nói đúng ra là Vĩ thì tính tình thì ăn nói thì nó cũng không hay lắm, cho nên là đôi khi là đến bây giờ ấy đến bây giờ bạn gái bên này thì về cái cách nói chuyện thì thấy chắc chắn hơn, nói chung là cũng dễ thương. Nhưng mà chú thấy ủng hộ không? Có ủng hộ. Ủng hộ. Rồi gì sao? Thì tôi thấy cháu trên này cũng được, cũng xinh, cũng nói chung là mập. Mà phân cháu trai. Cặp hơn cháu trai. Về bổ sung cho nhau. Thì nói chung là để cho hai cháu cứ tìm hiểu về sau. Mỗi người phải cho nhau một cái cơ hội nào đấy. Ủng hộ hết mình đúng không gì? Hết mình luôn. Để rồi cho các cháu tiến tới tốt đẹp hơn. Cảm ơn gì? Dạ, cảm ơn gì? Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Tự hai bên quyết định. Nào. Quà to quá, không biết gì trọng. Một món quà tặng. Rồi, cảm ơn anh ạ. Đâu bằng mở ra có gì bự vậy anh? Em mở ra đi. Trời. À, vậy là cũng lãng mạn đó chứ. Nó không biết lãng mạn, đẹp hết trơn. Wow. Em biết thể hiện thôi, còn khi em thể hiện là các bạn. Nào, hai bạn bắt đầu đi. Em nói trước nha. Em mà nói. Anh thấy em sao? Xinh. Thích thật. Anh có ba câu hỏi muốn hỏi em. Rồi. Em trả lời đấy. Rồi. Hỏi đúng ba câu thôi. Sắp xếp sẵn. Nếu sau này em có con đó, mà em mà có cuộc họp quan trọng, mà trong đó con đi cấp cứu, mà nếu em mà bỏ cuộc họp đấy thì có thể em sẽ bị đuổi việc, thì em tham gia cuộc họp đấy hay em chạy về với con? Em nghĩ là công việc là để nuôi sống bản thân mình với gia đình, còn con mình em sẽ ưu tiên gia đình hơn, anh nghĩ là vậy. Còn câu thôi, anh muốn nếu như mà sau này mà anh về Bắc á, mà con cái thì ở trong này, thì em về Bắc hay là ở lại đây với con? Ủa, vì lý do gì mà anh về Bắc mà con ở trong này? Anh có vợ bé hả? Không, ý anh nói ví dụ là con cái và gia đình ở người ta ở sống trong này, mà cuối đời anh muốn về quê á. Cuối đời. À, con cái là đúng sẽ rồi, có cuộc sống riêng của con cái, còn mình là của nhau rồi, thì em sẽ theo anh. Theo chồng. Dạ. Em theo chồng. Câu thứ ba anh muốn hỏi là em hiểu thế nào về Tam Tòng Tứ Đức? Tam thi qua hậu mới. Hồi xưa á là thường là con gái là cũng không có ra ngoài xã hội giao tiếp nhiều, cho đó Tam Tòng Tứ Đức ở nhà phục vụ chồng nấu cơm nấu nước sẵn sàng lo con cái. Còn bây giờ Tam Tòng Tứ Đức có nghĩa là có thể là ở ngoài xã hội làm việc phụ giúp chồng, về nhà chăm sóc gia đình nhà cửa gọn gàng, đối nội đối ngoại hai bên ok, nghĩ là đó rồi, cũng gọi là Tam Tòng Tứ Đức. Bên kia cũng bán lửa không? Tưởng anh ngon hả? Anh tưởng anh ngon hả? Hỏi lại cho chị ba câu. Quyền ba câu. Ba câu lại cho chị. Hỏi được lại ha, câu. Được ha. Gật đầu rồi, thích thật. Giỡn với tôi hả? Giỡn với nhà gái à? Hai chồng ở sống trong đây mà mẹ bắt là hai đứa phải về quê ở với ba mẹ thì anh sẽ như thế nào? Thấy chưa? Chết. Câu này mới chết. Chắc
chắc là anh sẽ giải thích cho ba mẹ. Ba mẹ anh bây giờ cũng rất là ủng hộ con cái. Ủng hộ về khía cạnh gì à? Về công việc và cuộc sống. Bởi vì bây giờ mẹ chồng ngoài Bắc không như ngày xưa, cũng rất là thoải mái. Mẹ anh từng nói là bây giờ mình phải quý con dâu, nên trong may sau này mình có ốm đau thì nó mới quý mình. Dạ đúng rồi. Mà anh khẳng định với em một điều là em mà đối tốt với mẹ chồng anh như thế, là mẹ chồng như thế nào ấy, thì chắc chắn sau này con dâu em sẽ đối tốt với em đúng như thế. Anh khẳng định em được đấy. Câu thứ hai. Thôi vào câu cuối đi. Câu cuối luôn. Em thôi khỏi hỏi đi, không dạ. Còn câu gì hỏi nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em rồi. Hỏi. Mỗi người một câu cuối cùng. Thật sự thì anh tham gia chương trình này cũng lâu, đăng ký cũng rất là lâu. Mà theo anh được biết là chương trình này có khoảng tầm hơn 10.000 người đăng ký. Mà hôm nay lên đây là gặp em, anh nghĩ nó rất là may mắn. Còn nếu như mà sau này mà có tiến xa hơn ấy, thì anh khẳng định với em một điều rằng chắc chắn em sẽ không hối hận khi đã bấm nút ngày hôm nay. Mời em. Em hát nha. Rồi. Chưa yêu là thật ra em đang dối lòng, còn em nói đã chót yêu anh rồi là thật ra em đang thích anh. Rất dễ thương. Rồi xong, bây giờ mình quyết định lớn rồi ha, bản lĩnh vững vàng rồi. Nào hai anh chị có thể bấm nút hay không bấm nút, tùy anh chị. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết hồng quân đội, đến 1, 2 anh bấm luôn. Nào bây giờ hai anh chị có thể nắm tay nhau. Đúng rồi, nắm chặt tay nhau nào. Nhớ cái gì mà tuyên bố thẳng thừng mà mạnh mẽ ngày hôm nay là phải nhớ thực hiện bằng được đó nha. Em làm được chị, chắc chắn em làm được. Mạnh đi. Lực không? Đúng rồi. Nào, những chiếc vé xem phim, đồng chí đưa cô ấy đi xem phim. Tôi đây. Trời ơi, ghê quá, sợ quá. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các cái hệ thống áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn anh. Rồi, hãy nắm tay đưa bạn gái đi hẹn hò đi bạn. Em là bên mình học, chỗ nào mà không có thì mình sẽ phụ. Hơi nóng tính, hay lại là dễ khóc nhè. Mẫu bạn trai của em không bị hói. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Man. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Bạn nữ có thể giới thiệu về mình cho bạn nam biết. Em tên là Chu Vĩnh Nguyên Thi, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê Thi ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em là Thanh Hải, quê em ở Hà Tĩnh. Nay em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm việc gì? Dạ em làm bên viễn thông đó. Viễn thông? Dạ. Tới điện thoại này kia, cáp quang này kia đó hả? Dạ. À, nói chung điện thoại mình muốn xài được là phải có sóng. Em là bên mình sóng. Em bên sóng, lúc có lúc không. Lúc không nhiều lúc có. Chỗ nào mà không có thì mình sẽ phụ. Có mấy mối tình rồi? Em thì có 2. Gọi là chính thức thì chỉ có 1 thôi. 1. Gọi là mối tình đầu luôn. Quen nhau hơn 3 năm rồi. Hồi nãy bạn Nam nói bao nhiêu tuổi, bên này chưa có nghe. Em năm nay 29 rồi. Sinh năm 88. Hai vợ chồng bằng nhau. 88 mình kìa, 88 mình tới quy 8. Đẹp. Bằng nhau, bằng nhau. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình đầu tiên chắc là thích thôi. Thích hồi cấp 3. Nhưng mà gần hồi đại học thì có là tình đơn phương. Thích bạn đó tại vì cái cách nói chuyện với lại cái quan tâm. Xong rồi ở ký túc xá vậy. Là đi tỏ tình một mình thì sợ. Rủ thêm bạn gái nữa, chạy qua ký túc xá nam lầu 3 lần. Em tỏ tình với cái anh đó hả? Dạ. Chạy lên lầu 3. Bạn gái kia thì đứng chờ ở dưới, em đứng chạy lên gõ cửa phòng, chạy ra nói tôi thích bạn, xong phát chạy về luôn. Phản ứng của bạn trai lúc đó là sao? Dạ không kịp
Là từ đó giờ luôn là mối tình vậy là thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, nguyên nhân tại sao mà bao nhiêu lâu nay mình không có được mối tình nào sâu đậm? Có lẽ là do em khó tính. Và cái môi trường công việc của mình thì cũng khó. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, hay là tính tình thì là cẩn thận và biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu lại là hơi nóng tính, hay lại là dễ khóc nhè. Bạn cần tìm một người đàn ông như thế nào? Mẫu bạn trai của em về ngoại hình thì là không bị hói. Rồi. Cái gì? Không bị hói ạ. Chào chị Cát Tường. Bực mình ai nói hói hói hói. Cao lên coi. Từ từ sẽ hói. Rồi, gì nữa? Ngoại hình cái thần tượng của em là anh Matsu trong chương trình Lớp Bớt ạ. Matsu hả? Anh Matsu là anh nào vậy? Matsu lên đây coi. Đó, thần tượng bạn ấy là anh này nè. Đứng lên coi bạn, đứng lên coi. Đó đây. Trời ơi. Rồi, cảm ơn Matsu nha, nay có Matsu ở đây luôn. Trời ơi, mất bớt chút xíu nha. Cỡ 1-9-1-10 với anh Matsu được rồi à. Được không? Rồi còn cái điểm gì không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai hút thuốc. Em có hút thuốc không em? Dạ, không chị. Được quá, hên quá, vớt lại cái vụ ngoại hình ha. Em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn người bạn gái thế ngoại hình thì bình thường thôi, không cần phải không có mắt xu mắt xì đâu ha. Không, nói chung là biết tự làm đẹp cho mình, biết tự chăm sóc mình. Ok. Còn về chiều cao thì khoảng 1m55 đổ lên là ok. Được, khiêm tốn. Được, 55 được rồi. Bạn có tật xấu gì không? Em thì hay quên á. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm chị. Chuẩn bị được gì chưa? Cũng nói chung đám cưới thì ok rồi. Còn để mà sống lại Sài Gòn thì mình phải còn cố gắng nữa. Dạ. Vậy giờ cưới nhau xong là mình ở trọ trước ha? Dạ, tạm thời thì mình ở trọ, còn không mình hai vợ chồng chung lại mua ngôi nhà nhỏ nhỏ ở cũng được. Vậy là tốt quá rồi. Ngon rồi, ăn được lắm à. Được. Ta bản lĩnh vững vàng ha. Dạ. Vậy không chạy? Lo cho tương lai không rồi. Không bằng anh kia thôi nha. Nói chung mình xem coi người thần tượng Matsu sao mà. Em nha anh. Chào em. Trời đúng rồi, thần tượng Matsu đúng rồi. Đây cũng thuộc loại su su à. Anh bên đây nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Chịu không? Sao mô tả giống bạn nữ nè. Không có giống bạn nữ, nhỏ nhỏ con vậy đó. Nhỏ con thôi, mà ta con men đó. Dạ, men là được rồi. Men, chắc chắn men. Yên tâm. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Anh là anh dư sức. Được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với ba mẹ và chị. Ồ, có ba mẹ nữa hả? Dạ. Rồi, chào chào ba mẹ. Đó, bạn trai nhìn thấy bác phúc hậu là hiểu, biết bên đây con gái. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ, chào bác. Thật sự rằng hôm nay khi mà nghe Thi lên được chương trình Bằng Một Hẹn Hò thì hai vợ chồng rất là vui. Tại vì lúc nào cũng hâm mộ cái chương trình Bằng Một Hẹn Hò. Dạ, cảm ơn bác. Thành thử ra cũng có hai chị ruột của Thi về để tham dự trong cái chương trình hôm nay. Dạ. Thì chắc lại là ba để cho mẹ nha. Ba để mẹ, chắc là mẹ có nhiều cái tâm sự đồng cảm với con nhiều hơn hả? Dạ. Rồi ba để cho mẹ. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Dạ. Rồi chào mọi người trong trường quay. Thì nói là cái nguyên nhân mà Thi chưa có người yêu là vì là chắc có lẽ là Thi khó tính. Nhưng mà thực sự ra là theo mẹ nhận xét thì không phải là khó tính. Nhưng mà Thi là có một cái bản tính là rất là nghiêm túc trong tất cả. Nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong quan hệ tình cảm. Rồi là rất biết quan tâm và chú đạo với người khác. Cho nên cũng yêu cầu người khác cũng nghiêm túc đối với mình. Còn riêng về nhận xét về cháu trai bên đây, đôi bên cùng tuổi, cũng là đó một cái thuận lợi. Cái thứ hai là cái cách nói chuyện, rồi qua cái phong cách bên ngoài thì cũng cảm nhận được cháu một người sống vui vẻ, thông thoáng, cởi mở. Thì cái điều đó là rất hợp với Thi. Nếu mà gọi về chỉ số phần trăm thì có thể trên 70%. Yeah. Còn phần còn lại là tụi con. Bây giờ bạn có đi với ai không? Em đi với em trai với cả hai người bạn. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em là Quân, em trai của anh Hải. Thì em thấy chị gái bên này cũng dễ thương, nói chuyện thì lưu loát,
Nếu mà xét về cái tiêu chuẩn của chị ấy, thì anh trai em đạt khoảng 80%. Còn thì anh hơi gầy thì chị có thể về chăm sóc anh em. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau. Rồi, bây giờ kéo màn lên. Kéo màn lên. Chào bạn. Mình tặng bạn bó hoa. Đâu đứng đứng kế bên coi, đứng sát bên coi. Bình thường mà, xứng mà anh này. À, xứng mà. Cao hơn chứ bộ. Trai tài gái sắc ha. Cảm nhận đầu tiên của anh về em thế nào? Nói chung thì nhìn thì cũng dễ thương. À, dễ thương. Đâu có dễ thương đâu, quá dễ thương. Cảm nhận về anh thế nào? Thì ngoại hình thì chắc là không bằng lắm, sâu rồi. Nhưng mà chưa chịu bỏ ảnh nữa trời. Nhưng mà nhìn thì cũng được, quan trọng là cảm nhận của hai người thôi. Bây giờ mình nói một câu gì thật là tình cảm, lãng mạn. Mình hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Và nếu được mình có thể tiến tới cùng chung một gia đình, dưới một mái nhà, để cùng lo lắng cho nhau trong những cái buồn vui của cuộc sống, mình chia sẻ với nhau. Tốt, nói gì với hai bác? Con chào hai bác. Chào chị luôn. Chào chị luôn. Cháu với hai bác, nếu mà quen con gái bác thì cháu cố gắng hết sức. Tại vì cháu là người sống rất là tình cảm. Bố mẹ cháu thì hôm nay là ở hơi xa nên là cũng không có dịp tham dự cái ngày hôm nay. Thì hôm nay có hai bác đây tới tham gia thì cháu rất cảm ơn. Em có điều gì muốn nói với bạn trai không? Cảm xúc hiện tại của em thì cũng có chút rung động. Thì hy vọng thì sẽ có thời gian tìm hiểu để cảm nhận về nhau nhiều hơn. Đây, hai bạn để tay nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Giây phút quá sức là thiêng liêng dành cho các cặp đôi các bạn. 3 2 1 hết thời gian. Rồi, bây giờ có thể nắm tay được rồi đó. Có hai bên, ở bên là hai bác, các chị, bên này có em trai ha. Bạn có sao xuyến gì chưa? Em nghĩ là có điện truyền đó anh. Có điện rồi ha. Thôi giờ mình lắp sóng vô. Được. Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ có thời gian bên nhau thật lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn trong con đường hôn nhân. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhận được thiệp cưới của các bạn. Em xin phép cảm ơn anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng ekip thực hiện chương trình. Chúc chương trình mình ngày càng phát triển để có nhiều cặp đôi nữa sẽ được đến được với nhau. Xin cảm ơn. Rồi, hãy nắm chặt tay nhau. Đúng rồi. Em sẽ phải nuôi cháu của mình, coi như là bây giờ bạn đó là con của em. Đây, ngồi vào đây. Rồi, bây giờ anh được mở mặt nạ rồi đó. Dạ, anh cảm ơn. Đẹp. Đẹp luôn, rồi, được rồi. Ai cũng đẹp hết. Rồi bây giờ anh giới thiệu về mình đi, anh tên là gì? Chị Tường là một trong những người em rất là mến mộ. Thôi cảm ơn anh. Dạ, em tên là Bùi Đại Dương. Bùi Đại Dương. Hiện em công tác bên Đại học Sài Gòn. Là mình giảng dạy hay là mình em làm văn phòng? Em công tác bên bộ phận ban quản lý dự án chuyên về xây dựng. Quê anh ở đâu? Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê ngoại thì ở Bến Tre, quê nội thì ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Còn em sinh ra tại thành phố. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 41 tuổi. 41 tuổi. 78 á chị. Năm 78. Rồi, tới em gái giới thiệu. Dạ em tên Hạnh. Em quê ở Tiền Giang. Em hiện đang sống ở Cần Thơ, sống và công tác ở Cần Thơ. Em làm bên ngành dược. Ngành dược? Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 34. 34, ủa vậy em lên đây hồi nào? Em lên hồi sớm chị.
Thế điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Rồi. Biết lắng nghe. Không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc. Không hút thuốc, không uống bia, không cờ bạc luôn. Trời ơi, đàn ông giờ hơi hiếm đó nha. Biết giúp đỡ người khác. Rồi. Biết chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của người khác. Dạ. Quá tốt. Và em cũng biết nghiên cứu sơ sơ về tử vi tướng số. Wow. Sau cái chương trình này em có thể lấy số của chị hay chị lấy số em để em bấm quẻ cho chị. Chị coi chừng nào lấy chồng. Đúng. Trời ơi, được luôn. Vậy thì còn điểm yếu là cái gì? Nãy giờ nghe tốt không à? Dạ, cái điểm yếu của em là hơi vội vã. Thì vội vã nhiều khi mình có những cái quyết định nó không tốt. Mình biết đó là khuyết điểm thì mình phải... Dạ, phải khắc phục. Cẩn trọng hơn nha. Rồi, mời em. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em rất là tự lập trong cuộc sống của mình. Em cũng không cần bạn trai quá chăm bẵm cho em. Em cũng không cần ai chiều chuộng em hết. Chỉ là mọi người, hai người tôn trọng nhau rồi cùng nhau đi trong cuộc sống thôi. Còn khuyết điểm của em là công việc của em là tính chất di chuyển rất là nhiều. Em làm gì mà phải di chuyển nhiều? Em làm sale, em phụ trách cả kênh nhà thuốc và kênh bệnh viện. Nên chuyện em đi gặp một vài đối tác và phải sử dụng bia rượu là chuyện bình thường. Có sử dụng bia rượu nữa? Kiểu như tiệc tất niên rồi đó chị. Thế em không biết rượu bia mà em có ngại bạn gái mình hay vợ mình có là cái uống... đó không quan trọng. Em uống được nhưng mà mình hạn chế thôi, mình biết cái tác hại của nó. Chứ nước lên thì thuyền lên chứ mình cũng không nước có lên thuyền lên. Hay câu này hay. Bây giờ mục đích em tới đây, chương trình, hồi xưa giờ em có một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một người ra sao? Dạ, thật ra mẫu người lý tưởng của em cũng đơn giản, chỉ cần cao trên 1m65, nặng dưới 80kg. Cao hơn 1m65. Dạ em đúng 1m65. Rồi. 66kg. 66kg được không? Dạ được. Rồi. Nhưng mà có vẻ là khó khăn đến từ phía em nhiều hơn á. Tại em sẽ phải nuôi cháu của mình. Coi như là bây giờ bạn đó là con của em. Nên hy vọng bạn kia cũng phải. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu mấy tuổi? Cháu em năm sau vô lớp 1. Em có ngại cái khi đó nào? Em chịu quá, ok đó. Vậy hả? Tức là đầu tiên cái người đó là có tâm. Đúng. Có tâm mình mới thương cháu hay là thương con. Từ nó xuất phát rồi mới có cái tình cảm. Rồi. Đó là ok. Mình không có ngại chịu gì hết đúng không? Đúng. Với lại có một điều đặc biệt nữa là em có đăng ký hiến tạng rồi đó. Nên sau này thì nếu mà em xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn là cái này tốt hơn, không sao cả. Nên anh nghe rõ nói trước cho bạn nghe biết. Nghe rõ chị. Có vấn đề gì không? Dạ không, tốt. Tốt. Dạ. Rồi thì bây giờ đâu cho chị xem hình ảnh em chuẩn bị coi nha. Wow. Rồi em hãy đoán thử xem cô gái ấy là ai trong ba cô gái này. Thế còn em có hình gì chuẩn bị đâu? Dạ để có chị xem. Mẫu người lý tưởng của em đâu? Dạ mẫu người lý tưởng đầu tiên là có chị trong đó đó. Ủa vậy hả? Dạ đây danh sách đây em cũng làm sẵn luôn. Cái gì nữa? Chị lập hình coi đó. Sao anh là mẫu người lý tưởng anh nhiều quá vậy? Cho chương trình nó dễ lựa chọn đó chị. Trời ơi. Càng nhiều thì cái xác suất mà để chọn nó càng anh cao. Anh đưa để mà người ta tìm tiêu chí giống như những cô này đó hả? Dạ đúng. Trời ơi. Nè em nhìn đi em. Đây là những cái mẫu người lý tưởng của anh đó. Anh mong muốn đó. Em thấy xong em bị ngợp rồi chị. Không em. Cái đó là tại vì chương trình có cái mục đó là cái người mà bạn chọn là gần giống như thế nào thì anh mới lên danh sách vậy thôi. Chứ có khi những cái người ở ngoài đời họ có thể đẹp hơn, nhưng mà tại vì họ không nổi tiếng, với lại mình không có được phép chụp hình họ thì mình không lấy được hình họ thôi, thì bắt buộc anh phải lấy những cái người mà nổi tiếng vậy đó. Đây tôi đọc cái hình cho. Để chương trình họ dễ chọn lựa. Nữ nghệ sĩ MC Cát Tường, tôi đứng đầu số 1. Cảm ơn ảnh, chắc ảnh định tôi thôi. Không, chị có cái má lúm đồng tiền đó là hàng hiếm á chị. Không có bonus theo tấm hình tôi đầu tiên. Nữ ca sĩ Duy Uyên. Nữ diễn viên Bảo Châu. Nữ nghệ sĩ diễn viên Thanh Thúy. Nữ diễn viên Minh Thư. Nữ nghệ sĩ hài Kiều Oanh. Nữ ca sĩ Thanh Thanh Hiền. Nữ ca sĩ Bảo Yến. Nữ nhà báo MC Thu Uyên. Nữ nghệ sĩ Lan Hương. Chà, ảnh cái bộ sưu tập của ảnh cũng rộng quá, nhiều không cá nổi, tính. Nhưng mà em nhắc thôi anh, tại chương trình nó nhiều mình anh đưa vậy người ta rối luôn, người ta không biết anh muốn cái gì để người ta kiếm luôn á. Rồi cái hình anh đâu, cái nào là hình anh đâu, để cho cô coi. Đây chị, hình của em là mấy tấm đó. Rồi. Trời ơi đông quá. Sao người ta kiếm ra anh được trong dạ, cái... Dạ chị bỏ cái hàng trước đi, chị cứ tính từ hàng sau thôi. Trời ơi trời, mọt kim đáy biển đi bé ơi. Em ơi bỏ hàng trước đi em, tính từ hàng sau và tính hai cánh vào thôi, bỏ giữa luôn. Trời ơi. Anh ơi em quên nữa, có một vấn đề quan trọng, em từng lập gia đình nha. Anh nghe. Dạ. Em có cháu nào chưa? Dạ chưa chị, em chỉ có nuôi cháu em thôi, em chưa có cháu nè. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ tâm sự về cái chuyện tình trường sau ha. Tìm ra anh không?
Dạ hàng xa hình như chỉ có hai bạn nam là trẻ thôi, còn nhiều lớn tuổi không ạ? Thì đó, vậy em chọn đi, em chỉ đại đi. Đâu đưa chị coi coi, anh nào? Chắc em nghĩ anh áo tím hả? Anh áo tím. Chị có nhìn ra em không? Trời ơi, tôi nhìn ra anh áo xanh, đeo mắt kiến, toán vậy đó. Bên đây anh đã chọn ra được cổ chưa? Em phân vân cái cô ở giữa với cô ở bì. Nè, hình ảnh hồi trẻ nè, kiếm đi. Em phân vân hai cô ở giữa với cô ở bì. Thôi bây giờ chọn một cô hà, đừng có tham. Một cô một đó, tức là mình đoán thôi chứ. Thôi, trong mặt đi. Mình bắt hình dâm có khi là trật đó chị. Ờ, chọn thì bị phạt. Cô ở giữa hoặc là cô mang dài bata. Bây giờ chọn một cô đại đi, giờ cô nào nè? À, em hơi cận đó, em phải nhìn cho rõ. Thôi chọn cô ở giữa đi. Rồi, cô ở giữa xuất. Bây giờ tôi sẽ mở cửa trái tim này ra, để hai bạn kiểm tra xem. Giống như là mình test trước cái cảm xúc của cái giác quan của mình hôm nay xem có đúng hay không nha. Mời hai anh chị chúng ta hãy kiểm tra xem mình có chọn lựa đúng hay không nha. Chào em. Sao anh? Anh có lẵng hoa tặng em. Hôm qua chương trình có điện cho anh á. Rồi anh hồi hộp quá rồi anh mua từ hôm chiều hôm qua luôn á. Trời ơi trời. Dạ. Chị Tường ơi, em mến mộ chị lắm. Nay có dịp được gặp chị, em có cái món quà là đặc sản Hưng Yên. Đó là mật ong hoa nhãn. Rồi, em biếu chị. Sáng chị uống mật ong hoa nhãn với một chút chanh. Ừ, rất không, là đẹp da. Không cần giới thiệu đâu, tại vì dạ. Các Tường cũng bán mà mật ong. Chị quay sáng giờ nó hơi đói chút mà ra để làm. Ờ, cái này được nè, cảm ơn nè. Dạ. Rất là chu đáo, người đàn ông rất chu đáo. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi không có mua đồ ăn cho bạn gái hả? Chút nữa em mời chị với bạn đối tác và bạn có thể là bạn đời ra ăn bún bò. Bây giờ được ăn dạ. Rồi, bây giờ chương trình này là chương trình hẹn ăn trưa. Dạ. Là được ăn luôn nè, bây giờ anh chị ngồi xuống đi. Dạ khoan, cho em gửi tặng anh món quà. Đúng ra là cái cuốn em thích đọc là Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu. Anh cũng hay đọc sách lắm, anh cảm ơn em nhiều. Dạ, rồi, dạ. Bây giờ mới vô cái chuyện quan trọng trước nè, ăn tính sao. Bây giờ vô tình trường. Em chia sẻ trước đi, tại hồi nãy em có nói là em có gia đình rồi. Thì em chia sẻ tình trường của em trước cho anh nghe. Dạ, tình trường em đơn giản lắm. Người cũ của em là tình đầu của em. Quen nhau cũng hết thời học sinh, hết thời sinh viên mới cưới. Rồi cưới nhau được bao lâu? Dạ, cưới được 2 năm. Rồi lý do tại sao mà quen nhau từ hồi nhỏ đến lớn luôn mà cuối cùng lại chia tay? Tại bạn đó nôn cưới quá, em nói khoan từ từ cưới mà bạn ấy cứ ép cưới. Bạn ấy là công tử á. Nên bạn không chịu nổi áp lực gia đình bên em thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Rồi vậy cái chia tay một mối tình đẹp từ thở đi học luôn, tự nhiên vậy là chia tay đó hả? Ừ, thì thấy nói chung là cũng nhiều lý do. Chị lúc đó tụi em cũng không còn quá trẻ, mà công việc lúc đó của em cũng như bây giờ rất là bận. Rồi chia tay được bao lâu rồi? Cũng hơi bị lâu, lâu thế em hết nhớ là mấy năm rồi. Em ly thân được 2 năm, ly dị chắc được 3 năm nữa, chắc 5 năm, 6 năm gì rồi. Thôi, vậy cũng may là chưa có con cái rồi, mất công tội con, không có thiếu cha hoặc thiếu mẹ nữa, thấy không? Rồi còn tình trường của anh sao? Em thì cũng trải qua một cuộc hôn nhân. Cũng có qua hôn nhân luôn? Thì do là bạn gái cũng đến với em, nhưng mà em chưa có tìm hiểu kỹ. Tại vì kết hôn, đó như em nói, cái khuyết điểm em là vội vã. Nhiều khi đến với một cuộc hôn nhân mà mình chưa có tìm hiểu bạn gái mà dắt đi coi phim hay đi ăn ngày nào hết. Rồi các bạn nói thôi thôi cưới, rồi về nhà nói cưới. Rồi vội vã quá vậy là cái kết cục hai người không có hiểu nhau á. Càng ngày nó càng cách biệt. Mà cưới cũng... được bao lâu? Dạ, cưới được khoảng hơn năm là nó có xung đột. Chia tay vợ tới nay bao lâu rồi? Từ năm ngoái. Năm ngoái là chưa có con? Dạ chưa. Rồi, đó thì nói chung là bây giờ hoàn cảnh hai bạn đều gãy đổ như nhau. Ai phải có cái bài học của mình. Dạ. Một bên thì cũng là tuổi trẻ rồi, mình cũng chưa hy sinh được hết cho nhau. Mình lấy sớm quá thì mình cũng gãy đổ. Một bên không tìm hiểu cho kỹ rồi cuối cùng cũng gãy đổ. Không ai muốn hết, đúng không? Vậy thì lần này mình phải suy nghĩ thiệt kỹ. Thà mình thấy chưa ổn thì mình từ từ mình suy nghĩ, mình tìm tiếp. Còn khi mình đã quyết định mình chọn nhau rồi thì mình phải cố gắng sống với nhau cho nó lâu dài tới già, đúng không? Chứ mình đổi hoài đâu có được nha. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn thêm thời gian để mình tâm sự riêng với nhau. Và trước tiên thì Tường cũng sẽ mời hai bạn thưởng thức một cái món ăn của chương trình đã dành cho mình. Vì chương trình mình là ăn trưa mà, đúng không? Các Tường mời hai bạn nha, thưởng thức món bò lúc lắc khoai tây chiên mà chương trình đã chuẩn bị cho mình ha. Bây giờ y như Tường nói, ăn uống và tâm sự với nhau. Còn cái gì gút mắt muốn tìm hiểu thêm cái gì nữa, có ít phút thôi tranh thủ nha. Dạ. Rồi, mời hai bạn anh chị. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Dạ, em mời ăn. Anh mời em. Dạ, em ăn chay nên em chỉ ăn khoai tây thôi nha. Em ăn chay vào những cái ngày mà rằm mùng 1 rồi đúng không em, hay là chay trường? Dạ, em ăn hết năm nay à.
Dạ, còn bình thường thì em chan vào ngày rằm. À, anh mời em. Dạ. Nghe anh biết nấu ăn thì em cũng thích, tại em không biết nấu ăn. Và em theo trường phái là em không ăn chay trường, nhưng mà em sẽ không giết bất cứ con gì, nên đám tiệc đừng kêu em giết con gì hết. Cái mà em không biết nấu ăn thì anh nghĩ cũng không quan trọng. Thì không ai có hoàn hảo hết tất cả các mặt. Mình có thể mạnh mặt này nhưng mà cái mặt kia mình yếu cũng không sao. Mình có cái ưu điểm nào thì mình cứ phát huy ưu điểm đó. Dạ, tại em thấy anh dễ quá nên em cũng hơi ngại ngại. Tại công việc của em á là coi như gần như cả ngày ở ngoài đường á. Chỉ có tối em về nhà, mà nhiều khi về nhà em cũng ôm laptop để làm việc á. Coi như thời gian của em làm việc gần như bích cả ngày á. Anh nghĩ cái đó không sao á. Vì ai cũng còn trẻ, mình phải phấn đấu trong cái sự nghiệp và cái tương lai mình, để sau này nó có cái cuộc sống nó tốt hơn. Nữa là ba mẹ em sẽ sống với em. Anh có ngại chuyện ba mẹ em sẽ sống chung không? Cái đó tại anh không vì ngại. Ba mẹ em cũng bệnh khá nhiều á. Bệnh thì không sao, bây giờ thời buổi gì học hiện đại thì nó có nhiều cái phương tiện. Nhưng mà tiền thuốc một tháng có sao đó anh. Tôi thấy cô có vẻ hơi lăng, hơi lấn áp bạn trai của tôi nha. Đừng ăn hiếp anh ấy nha, anh ấy hơi hiền á. Dạ. Chị ơi, ta có cái câu gì nè, thế gian được vợ thì không chồng, được chồng thì không vợ. Nhiều khi em hỏng mà cổ nó được sao, có luật bù trừ chị. Em thì em không sao rồi đó, em chỉ sợ là bạn nam thấy em lanh quá rồi nữa về thấy cảm thấy có một mối lo gì đó lại bắt em ở nhà không cho em đi làm thì hơi mệt. Miễn thật bắt, sự đó bắt là ở nhà là nguy hiểm chị, nó sinh stress và trầm cảm, nó nguy hiểm. Cái đó cũng nói chung á, tình yêu á mình cũng đổ vỡ một lần rồi, cái quan trọng là cái niềm tin. Ngoài tình yêu nó còn có cái nghĩa, cái tình, nó còn có một cái thói quen. Khi em sống với ai đó ở đâu đó một thời gian, em trở thành cái thói quen. Đôi lúc chưa phải yêu thấm thiết nhưng mà xa không được vì thói quen. Rồi mình sống với nhau lâu mình sẽ có trách nhiệm với nhau nữa. Nhưng cái chính là phải hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong công việc, trong cuộc sống. Cho hai bạn thêm một cái trò chơi trách nhiệm nữa. Em hãy bóc một lá bài và đọc lớn lên cho anh thực hiện. Hãy yêu cầu bạn nam sáng tác một bài thơ nhân ngày đầu gặp mặt. Được không anh? Quá được chị. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi, cho anh 30 giây sáng tác. Anh sẽ làm một bài thơ để tặng em. Bài thơ ngẫu hứng và bài thơ con cóc thôi. Dạ. Chị Tường với em nghe anh cũng đừng có chê anh ha. Rồi. Dạ. Ủa nãy em tên gì anh quên mất. Nãy em giới tên thiệu nhỏ quá anh không nghe. Em tên gì anh quên mất. Dạ em tên Hạnh. Tên Hạnh. Tên đầy đủ là gì Hạnh em? Dạ Huỳnh Thị Mỹ Hạnh. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh. Có nghĩa là người, con gái họ Huỳnh, vừa đẹp vừa nít nè. Bây giờ anh sáng tác một bài thơ để tặng em. Anh đứng lên cho nó có cảm hứng. Đứng lên lấy cảm hứng. Mời anh. Hạnh ơi, một đêm quân tử nằm kề, còn hơn chàng hố vỗ về quanh năm. Em ơi quân tử biệt tâm, trăm năm chàng ngố vẫn chờ đợi em. Chiều dần xuống, hoàng hôn đã tắt nắng. Khi đêm về lòng lạnh giá một tình yêu, lòng chan chứa nuôi dưỡng một niềm tin rằng hạnh đó sẽ không bao giờ cách biệt, mãi đợi em cho đến cả muôn đời. Mong thương em như nước chảy đầu nguồn, lời khế ước là niềm tin bất diệt. Gió kia lay động bên hè, anh bừng chợt tỉnh rằng em đâu rồi. Hạnh ơi hẹn ước có đôi, lời thề vàng đá anh ghi tạc lòng. Tình anh như sợi chỉ hồng, dệt nên mộng ước cuộc tình hai ta. Tới đây anh hết cảm hứng rồi. Anh đương nhiên là tốt rồi anh. Cũng bây giờ tôi hỏi thiệt nè, là nãy giờ mới xuất khẩu thành thơ hay là bài thơ này chuẩn bị trước rồi ghép tên Hạnh vô? Dạ xuất khẩu thành thơ, em tính làm lục bát nhưng mà nó lộn xộn vậy chị nghe không, nó có lộn xộn. Còn Hạnh là nhiều khi người ta nói tức cảnh sinh tình, thấy người đẹp mới lại tức cảnh sinh tình đó chị. Rồi. Chứ còn làm nữa. Hay không em? Nếu mà xuất khẩu thành thơ vậy thì quá tuyệt vời. Rồi. Đọc lớn lên anh. Điều bạn ghét nhất ở một người đàn ông là gì? Rồi em nói luôn anh khỏi cần hỏi. Em không thích đàn ông gia trưởng. Rồi cái gia trưởng thì anh không có, anh thoải mái tự do lắm. Dạ cái đó là ghét nhất thôi, ghét nhì là lăng nhăng. Lăng nhăng thì anh không có, cái quan điểm của anh thì nên mà mình yêu ai mình phải tập trung vào người đó để mình lo toàn tâm toàn ý. Một chân mình không đứng hai thuyền được.
cái là sẽ té và lật ngã lọt xuống sông. Trong cái mối tình hôn nhân hay trong mối tình cảm thì hai người mình phải tập trung. Còn nếu mà người đó đã không đi cùng thuyền nữa mình, tới đó mình cắt ok thì qua cái mối khác chứ không có lăng nhăng. Cái quan điểm em cũng giống quan điểm của anh. Trời. Bây giờ Tường cho hai bạn thêm một cơ hội nữa. Dạ. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, hãy nói cho đối phương biết hiện tại trong lòng mình đang nghĩ gì, thuyết phục họ để họ quyết định bấm nút hẹn hò với mình. Đàn ông sẽ nói trước. Em ơi, thì đến đây thì sau buổi hẹn này thì trước tiên thì một chút nữa anh cũng sẽ bấm nút. Tại vì cái cuộc gặp ngắn ngủi ở trên đây thì mình cũng không có hiểu nhau hết được. Thì anh nghĩ là cái cơ duyên mình đến đây là do chương trình đã tác hợp hai người là có cái quan điểm tương đồng nhất. Nhưng mà mình còn phải tìm hiểu thêm khoảng từ 6 tháng tới 1 năm. Nếu mà hai người đã tương hợp có thể đẩy nhanh tốc độ hơn. Nhưng mà điều cuối cùng anh chốt lại là anh sẽ bấm nút cho em. Vì thứ nhất là em xinh đẹp và em đáng được như thế. Bích rồi, còn em muốn nói gì với ảnh? Tại quan điểm tình cảm của em á, cũng đơn giản lắm. Nó chỉ là em phải có cảm xúc ngay lần đầu gặp thì em mới có thể tiếp tục được. Còn chuyện tình cảm mà phải có tình cảm trước mới tính tiếp được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là khi mình trái tim mình có sự rung động, hoặc là mình ít nhất mình cũng có cảm nhận rằng đối tượng này có thể là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Bấm là vì mong muốn tìm hiểu tiến tới hôn nhân, chứ không bấm vì bất cứ một lý do nào khác. Tôi sẽ trân trọng quyết định của các bạn, tôi chỉ tạo cho các bạn một cái nhịp cầu. Còn có đi qua cầu hay không, có nắm tay nhau cùng đi một đoạn đường dài trong cuộc sống hay không là quyền của các bạn. Nhưng hãy suy nghĩ thật chín chắn, bằng cả lý trí, bằng cả cảm xúc. Sau 3 tiếng đếm, nếu như không đồng ý thì mình lấy tay ra khỏi nút bấm. Nếu đồng ý, bấm mạnh vào nút bấm và giữ nguyên. 1 2 3 Sao em lại không bấm? Dạ, tại em không có cảm giác gì hết nên em thấy thôi, để em không bấm để những người xem chương trình đó thấy được anh này chưa có mối nào hết, để có người còn kết bạn Zalo, Facebook. Nhưng mà chị hơi tiếc á, tại vì anh này rất là dễ thương. Không chị, em nghĩ bạn gái nói như vậy là đúng, tại vì cái cảm xúc đầu tiên là cái thật lòng. Tôi hiểu, nhưng mà chị em hơi không tiếc. Có em không có ngại vấn đề đó. Mình nói thẳng với nhau là mình không làm mất cơ hội của nhau. Ví dụ như rồi. cái chuyến đò này, ví dụ mình đi nhưng mà mình lỡ nhịp một bước là mà mất thời gian cho người khác. Em nghĩ bạn gái thẳng thắn và em rất tôi là tôi sẽ bị nhịn đói hôm nay vì tôi đã không hoàn chúc thành em mà chị đang cũng rồi. Mời hai bạn ở bên đây. Thôi thì các bạn theo dõi chương trình, nếu ai mà thích anh chàng này hãy liên lạc với chương trình để tìm ảnh nhé. Ai thích cô gái này cũng hãy liên lạc với chương trình để tìm cô gái này. Còn như Tường thì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thôi thì thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Dạ em cảm ơn chị Tường, dạ em cảm ơn các bạn chương trình. Các Tường xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 trên kênh MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Tại vì em sẽ không bao giờ để cho bạn nam có quyền được nói lời chia tay với em đâu. Em phải đá người ta, em phải đá người ta, đá người ta. Em có 3 cuộc tình. 3 cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên là em quen 3 năm. 3 năm. Lý do em chia tay là vì em xấu và chán rồi nên người ta bỏ em. Đơn giản ngắn gọn á. Cái lúc hồi đó đúng không? Đơn giản ngắn gọn. Cái lúc hồi đó đúng không? Tự nhiên quen với anh đó 3 năm mà mập lên là sao? Em quen 3 năm mà em lên có 20kg. Trời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đó, rồi ngồi lên, ngồi vững cho người ta làm nha. Đừng có hại người ta nha. Rồi hai đứa sụm luôn á. Rồi. Được mấy cái nè, thử nè. Trời ơi. Thấy chưa, thấy vui không em? Thấy vui không? Vui không cưng? Trời sao tay lạnh dữ vậy? Sao hai nhỏ không được chơi thú giống vậy? Trời ơi. Ghê chưa? Một ngày mới bao nhiêu cái? Em không có hết đất nhiều, em chỉ tập đà thôi. Em thấy cũng không giống em tưởng tượng lắm. Chứ em tưởng tượng sao nè?
Em tưởng tượng là một anh sẽ là to và kiểu ngồi đô. Tao đưa con chuột lên gồng lên coi. Mà em thích vậy hay là không thích vậy? Đó. Dạ. Anh ta anh cũng làm vậy. Bạn nào? Dạ. Trả quần máy, trả quần máy. Em nhà ở đâu thế? Em quận 10 ạ. Đang điều tra. Chú mang điều tra hay gì ngồi nhà ngồi cửa. Em không có phạm tội gì đâu em thề. Em không có phạm tội gì đâu em thề. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay hai chị em mình xuất sắc sẽ đem về hai cặp. Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Mời hai bạn nam. Đúng quá các bạn ơi. Wow. Và bây giờ bên đàn gái xin mời hai bạn nữ. Wow, quá xinh đẹp luôn. Xuống đây cơ. Từ từ thôi. Wow. Rồi ơi. Rồi bây giờ thì Cát Tường xin mời em ngồi ở cái đỏ. Mời em giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Dạ, em xin chào hai vị giám khảo, hai bạn nữ bên cạnh và quý vị khán giả. Em tên là, họ tên là Phạm Hữu Nghĩa. Hiện tại em đang làm công an ở quận Nhất. Công an ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Làm bên ngành nào em? Em bên cơ động vậy. Trời ơi, chắc chạy hoài, vòng vòng cơ động mà. Không có ở yên chỗ cho nên chưa có bạn gái phải không cưng? Dạ đúng rồi. Thương quá, năm nay nhiêu tuổi? Năm nay 24 tuổi. Ủa mà nó nghe nè, mấy anh cơ động là chạy ngoài đường phải đen lắm, sao da dẻ em mịn màng trắng trẻo quá vậy cưng? Em cũng đen lắm chị ơi. Nhưng mà da láng lắm, không có mụn. Chắc em kỹ. À chắc em kỹ. Rồi quê mình là ở đâu cưng? Em ở Hậu Giang. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là thích chơi thể thao nè. Ừ. Nấu ăn em tính hơi cọc. Sao nãy giờ thấy mặt dễ thương hiền nhưng mà cọc. Nên như ví dụ ngủ mà ai kêu thích cái là bạo liền. Và bây giờ bạn nữ ngồi ghế đỏ bên kia, người ta có chú công an rồi. Bên đây chúng ta có gì nè? Em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới hai vị MC, hai bạn nam và mọi người đang xem chương trình nè. Em tên là Như Quỳnh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và công việc hiện tại của em là lễ tân tại nha khoa. Điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn. Em từng học nấu ăn 2 năm và có thời gian đi làm trong bếp. Có thời gian làm đầu bếp nữa. Dạ. Và ở nhà thì em có hay làm những cái buổi tiệc nho nhỏ cho tự em nấu không? Dạ có, tại vì ở nhà em thường mọi người sẽ tập trung ở nhà em cho nên là thường sẽ có tiệc thì em sẽ nấu. Em nấu những món gì? Món áo, món Âu thì em cũng... Món áo, món Âu gì hết. Và thực khách đánh giá em như thế nào? Không ai dám chê ha, không ai dám chê ha. Điểm yếu thì là em hơi nóng tính. Cũng lại là nóng tính. Trời ơi, sao giống nhau vậy? Làm như cái cô này cũng nghe anh bên này nói xong cái cũng nói y chang luôn vậy trời. Rồi bây giờ mỗi lần cọc vậy thì em xả cái cọc đó ra bằng cách nào? Nếu mà là đang trong môi trường làm việc thì em sẽ xin vào phòng vệ sinh và khóc. Làm gì đó vậy? Phòng vệ sinh làm gì chồng? Khóc. Đừng ngại ngần, hãy khóc đi em. Dạ, giống như là gồng người á. Sao vậy cưng? Tại sao phải vô nhà vệ sinh mới gồng được? Tại vì công việc của em là lễ tân thì em sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. À, cho nên là những cái mặt mà câu có khó chịu là phải giấu đúng không? Cho nên phải vô nhà vệ sinh. Quá thông cảm với em luôn. Hy vọng hôm nay trời ơi, hai em gái tôi dễ thương đẹp trai quá. Hai em gái dễ thương đẹp gái quá trời luôn nha hai chàng trai. Hai chàng trai. Cố gắng lên nha. Bây giờ hot boy bên ghế xanh này giới thiệu cho chị Tường nghe coi nè. Dạ em chào chị Quyền Linh. Cái gì chị Quyền Linh? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cũng vỗ tay. Vỗ tay cái gì mà chào chị Quyền Linh? Vỗ tay gì?
Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em là Võ Đức Hạnh, hiện tại em 23 tuổi, công việc hiện tại của em là huấn luyện viên thể hình. Thể hình? Em cao mét mấy? Em cao mét 75, nhà quê em ở Bình Phước. Giờ hiện tại em làm việc và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Hạnh? Điểm mạnh của em là thiên về sức khỏe hơn. Thì em là một người rất chú trọng vô ngoại hình. Thì em là một người rất thích chơi thể thao và nấu ăn. Điểm yếu của em là hay quên. Hay quên? Dạ. Rồi có nào quên lịch dạy không? Đâu cũng có. Khách nhắc mới nhớ. Hả? Có khi quên thì khách nhắc mới nhớ. Sao không chịu làm cuốn sổ tay ghi nhớ hay là ghi vô trong điện thoại? Thường thì thời gian này em hay nói vô điện thoại á. Nên cũng không có hay quên. Nói cho điện thoại mà lại quên coi điện thoại đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ này cô gái trong chiếc đồng trắng ngồi ghế màu xanh, em giới thiệu về mình đi, trời nụ cười tươi tắn quá. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Kim Tuyền, em sinh năm 98. Em công việc hiện tại đang là thẩm mỹ viện. Em có một cái cửa hàng nho nhỏ của mình. Quê em ở Đồng Nai anh. Ở Đồng Nai. Hiện tại công việc của em cũng ở dưới đó. Thế mạnh thế yếu em là gì nè? Thế mạnh của em là em nấu ngon, nấu ăn ngon, nấu ăn rất ngon. Nấu ăn rất ngon, tại sao tự tin điều đó quá vậy? Dạ tại vì những người mà được em nấu cho ăn á toàn lên ký không à. Từ ba má anh chị em cho đến người yêu cũ của em á. Thực đơn em là gì vậy? Em ở bên kia ta tập gym á. Em nuôi tốt lắm. Bên đây bạn trai người nào cũng tập gym, người nào cũng là tướng săn chắc để người ta hành nghề đó em. Em cho người ta ăn quá làm sao ta đi làm việc nổi. Em đâu biết gì đâu, thì em nấu ăn thôi à. Ăn thôi à. Trời ơi trời, một cú thả thính rất là nhẹ nhàng á. Ngoài nấu ăn ra thì em còn có tính hài hước. Hài hước nữa? Dạ, điểm yếu của em là tính khí của em nó hơi bay bổng một xíu. Tính kiểu khí? Tính đa khí sầu, đa cảm á anh. Sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp. Thấy sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp nhắm chiều nổi không? Có không? Chịu nổi không? Phải không mà, chú Quang, chú Quang thấy sao chú Quang? Sấm chớp này không biết có lớn hay nó nhỏ này nó. Trời ơi, đã sấm chớp sao mà nhỏ được em. Sấm chớp là rầm rầm luôn đó. Không, đôi khi phụ nữ thú vị vậy đó. Đừng có làm quá người ta ngợp nè. Nhưng mà thấy nó có duyên dễ thương rồi đó. Bây giờ vô tình trường nha. Rồi, bây giờ bạn trai ghế đỏ nè. Em hai mối tình. Bao lâu? Đầu thì em quen 4 năm. 4 năm? Em đi làm, yếu tố công việc của em á, ít gặp mặt. Lâu ngày thì nó tình cảm nó rạn nứt hai bên. Kiểu như em đi hoài, không có đi chơi, không có chăm nom cho bạn được á, phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc đó cũng còn nhỏ đúng không? Dạ đúng. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em quen nhanh rồi chị, khoảng 1 năm. Cũng đi chơi nhưng mà cũng ít. Bạn ấy làm nghề gì? Cô giáo. Cô giáo? Ủa vậy thế thấy cũng hợp mà. Thì cũng là cũng... làm nhà nước rồi thấy cũng hợp mà. Cũng giờ giấc nó ổn định mà. Rồi không ai hợp. Ai nói chia tay trước? Trong im lặng chưa? Em nghĩ thông cảm chia sẻ cho nhau được thì sẽ được lâu dài hơn. Nhưng mà chị nghĩ chắc là em cũng chưa có cái sự nhiệt tâm, chưa có cái quyết liệt trong tình yêu. Dạ. Mình muốn lấy vợ, muốn có một cái mối tình yêu mà cho nó cuồng nhiệt vô, yêu là phải nồng thắm vô nó mới đã. Dạ. Thì mình phải dành thời gian. Nếu rồi mình phải yêu giống như là dí cướp vậy đó. Bắt chụp liền, hốt liền tay. Nhớ nha. Rồi bây giờ muốn mẫu người bạn gái như thế nào nè? Bạn gái hồi lâu rồi chắc ảnh điều tra người ta nhiều quá hôm nay mình nói là bị hỏi cái ảnh bị khớp quá. Giờ ta hỏi không có khớp chân rồi là kỳ chơi. Giờ cái mẫu người yêu của mình là gì? Tóc dài. Tóc dài có vàng luôn. Đừng thấp quá. Bây giờ em cao mét mấy? Em cao mét 72. Mét 72 thì cỡ mét 55, mét 6 là được rồi. Dạ đúng rồi. Hiểu chuyện. Ừ. Nấu ăn được. Trời ơi, bên đây hai cô luôn. Hai nấu ăn. Ưa nhìn dễ thương. Ưa nhìn dễ thương. Dễ thương một xíu là được rồi. Bên đây dư nha, bên đây dư luôn, rồi. Dư thừa luôn á. Ok. Em phải nói chuyện tình em đi nè. Hồi đó đi học, kia cũng có thích bạn kia. Kia mẹ biết á, kia mẹ la, kia nghe lời mẹ tới giờ. Trời ơi. Qua wow, vậy ngày hôm nay tới cái chương trình này có nói cho má nghe không vậy? Dạ không. Trời đất ơi, rồi bữa nay rồi hai anh chị làm mai cho em được người rồi về má la nữa rồi sao? Má la tôi luôn rồi sao? Dạ không có đâu. Má cho chưa? Nếu mà má cho có bồ chưa? Dạ trả rồi chứ. Trả rồi. Nhưng mà em không có năng lực đó cho nên phải nhờ tới hai anh chị rồi. Không có năng lực. Trời dễ thương nhưng mà không có năng lực. Thôi bây giờ kiếm muốn tìm kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Em cũng muốn là kiếm được một người bạn trai có thể nhường nhịn em cái lúc mà em nóng tính.
Có thể là lúc đó em sai, nhưng mà ảnh cứ nhịn em đi, xong rồi qua cái cơn của em rồi thì em sẽ nói lại, em nhận lỗi lại thôi ạ. Thì nếu mà ảnh nhịn được tính em thì là mình hợp nhau rồi. Trời ơi, trời, nãy giờ nó chỉ như một con em mèo hợp con nhau nha cưng, còn không có nhịn được là coi như không có hợp. Em không biết đây là một con mèo con hay là một con hổ con này nữa. Ơi, nãy giờ nó chỉ mèo. Ngoại hình thì cao trên 1m7, còn tính cách thì giống như là cũng đừng có trầm tính quá, là một người biết lắng nghe, biết đối nhân xử thế với mọi người. Bây giờ tới đây, giờ tới anh tập gym. Rồi bây giờ tình trường em sao nè? Trường em nói chung ngắn lắm chị. Ngắn lắm hả? Dạ, một người quen khoảng 3 tháng. Quen trong lúc em change cách thì bạn đó cũng là người khách luôn. À. Thì cái thời điểm mà bắt đầu vô trong dịch thì vừa không có tập, cái bạn đó cũng không có ra được ngoài luôn. Cuối cùng cũng không gặp nhau được nhiều á, cái bắt đầu em cũng ít quan tâm á. Sao kỳ vậy, tại sao em ít quan tâm người ta? Tán lại dịch ở nhà thì phải nhớ nhau, em càng phải quan tâm nhiều chứ, tại sao lại ít quan tâm? Cứ nhắn tin vậy mà không gặp mặt nhau thì nó cũng là cái gì đó thiệt thòi á. Em tới nhà luôn. Có tới nhà luôn? Dạ, nhưng mà cũng thấy bên nó cũng khó chịu á. Đúng rồi, trong mùa dịch đi em tới nhà sợ em ép không thì sao? Khó chịu là khó chịu làm sao, chị chưa hiểu. Kiểu bạn nó kêu là đừng có tới, ba mẹ nó không có thích. Xong là chia tay. Dạ. Rồi mối thứ hai. Mối thứ hai là quen online. Là cái hồi điểm mà dịch đó, em cũng có hay tập, nhưng mà vẫn có chưa có cơ hội gặp. Ừ. Cuối cùng có gặp nhau ngoài đời được 5 chưa? Tháng mà thì hết dịch rồi, có gặp nhau không? Cái thời điểm đó em cũng không có chủ động nhiều á. Thằng đó thì cũng làm công việc cũng thiên cũng bận rộn, nhưng mà cũng dành thời gian được nhiều cho em. Nhưng sau này hiểu em hiểu ra là mình cần phải thay đổi nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà ý em thích tình yêu sao? Tình yêu là em thích là phải gặp mặt, phải này kia. Đúng rồi. Chứ còn mà không gặp là em không chịu. Đúng rồi, tại vì khi mà gặp mặt sẽ có nhiều cái để nói chuyện hơn. Nhưng mà rồi cái tình thế bắt buộc. Đúng rồi, cái thật cái ảo nó khác nhau, một đằng một nẻo mà. Bây giờ lần sau tôi thấy hai ông này là có một cái giống nhau nè, là không có quan tâm tới bạn gái của mình nhiều. Đúng không? Trời ơi, tuổi trẻ gì yêu gì mà chán vậy? Yêu cho nó nhiệt quyết lên. Trời ơi, tình yêu người ta phải nóng bỏng, người ta phải. Đúng rồi, mà tình yêu phải như là cục đạ, cục tạ chứ. Tình yêu phải như cục tạ, mình phải nâng lên nâng xuống, mình nôm vào lòng ngực mình, đẩy lên đẩy xuống. Dám yêu, dám nghĩ, dám làm, nó nồng nhiệt lên. Con gái ai cũng thích là được chàng trai ga lăng lịch thiệp, nhường nhịn mình, yêu thương mình, săn đón mình. Nghe, chứ còn mà nếu mình cà lơ là lơ luôn à. Rút kinh nghiệm nha. Rồi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là nhanh nhẹn, cái thứ hai ngoại hình dễ nhìn lại được. Đây nè, cô gái này nè, vui vẻ hoạt bát nè, kể chuyện tình yêu đi. À, chuyện tình yêu của em viết tiểu thuyết luôn cũng được nữa anh. À, bao nhiêu trang à? Nhưng mà thôi thì em kể ngắn gọn xúc tích. Ngắn gọn xúc tích nhưng cũng chuyện tranh thôi. Dạ, em có 3 cuộc tình. 3 cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên là em quen 3 năm. 3 năm. À, lý do em chia tay là vì em xấu và chán rồi nên người ta bỏ em. Đơn giản ngắn gọn ha. Cái lúc hồi đó đúng không? Đơn giản ngắn gọn đó đúng không? Em như vậy nè, tính em lạ lắm. Em mà muốn chia tay rồi, tại vì em sẽ không bao giờ để cho bạn nam có quyền được nói lời chia tay với em đâu. Em phải đá người ta, em phải đá người ta, đá người ta. Cho nên là trước khi em đá người ta là em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Kế hoạch như thế nào? Mình phải đẹp lên mình đá người ta nó mới sốc chứ. Phải đẹp lên mình đá người ta nó mới sốc chứ. À, đó chính là một chiến lược em giảm cân bắt đầu. Mà em quen người ta thì là em có 50kg thôi. À. Em cao 1m68. À. Thì dáng em nói chung là cũng ok. Sao tự nhiên quen với anh đó 3 năm mà mập lên là sao? Em quen 3 năm mà em lên có 20kg. Trời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Trời ơi, thôi anh bỏ em cũng đúng rồi em ơi. Trời ơi, con gái gì mà để một hơi lên 20kg dữ vậy trời. Gì dữ vậy? 20kg đó lên trong lòng bao nhiêu lâu? Dạ là nó kéo dài dai dẳng là hơn 2 năm mấy thì. Nhưng mà nó có lên cái nguyên nhân gì mà em lên dữ vậy? Em bị stress đó chị. Tại stress cái chuyện gì? Quen ảnh nhưng mà gia đình không thích. Với lại kiểu bị áp lực nhiều phía. Có một khoảng thời gian em quen ảnh thì em cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Cái em buồn quá, em ăn quá, em lên ký. Em đi làm về trễ chị. Xong rồi cái ăn đêm. Ban ngày thì không ăn nhưng mà ăn đêm cho nên là mới bị mập lên rất là nhiều. Rồi cuối cùng bỏ anh đó đi rồi. Mới cùng là bỏ được. Rồi là mối tình đầu tiên. Chôn vùi nó đi. Chôn vùi nó đi. Chôn vùi chung với mấy ký mỡ nó đi. Ừ, chôn vùi đi. Bây giờ bươi cái mối tình thứ hai lên. Coi nhẹ lên nè. Thứ hai thì cũng không có nồng nàn gì lắm. Nhưng mà cũng quen tìm hiểu nhau được 6 tháng.
mới đầu thì cảm giác là thấy chung nhịp, nhưng về sau thì em cảm giác là thấy không có chung nhịp nữa, cho nên là em cũng kiểu Mà lúc này ốm lại chưa? Lúc đó em đẹp lắm chị, em đẹp, lắm hả? Em đẹp, nhưng mà cấp độ đẹp đó vẫn chưa như bây giờ. À bây giờ đẹp hơn đúng không? Bây giờ xinh hơn, em vẫn cảm thấy là giờ em xinh tự hơn. Tự tin luôn. Wow. Rồi, cuộc tình thứ ba sao nè? Cuộc tình thứ ba là em quen được 7 ngày. Wow. Trời ơi, 7 ngày bà cũng tính mối tình luôn đó, 7 ngày đó. Rồi. Dạ không, tại vì chẳng qua là lỡ người ta tỏ tình mình đồng ý nên mình phải tính. Mình tính, nhưng mà quen có 7 ngày mà em cao lên thêm được từ 1m7 mà lên thành 2m mấy luôn á. Trời ơi. Gì vậy? Sừng em nó mọc lên đó chị. Bị bạn trai cho cắm sừng giúp chân mà nó mọc ở khúc đầu. Nhưng mà mới quen có 7 ngày mà sao mà sừng. Mới quen có 7 ngày hơn ra luôn, phát hiện ra mấy cặp sừng luôn. Mấy cặp sừng là cái anh đó anh quen một lần mấy người luôn. Dạ, trời ơi, nó ly kỳ lắm. Và một ngày đẹp trời rằng là anh báo với em rằng cái ngày đó là anh đi công tác. Anh kêu rằng là anh sẽ họp hành rồi này kia nhiều, cho nên là sẽ không có liên lạc được với em, hay là anh có lơ là em thì em thông cảm đồ này nọ. Nhưng mà thực chất thì đến ngày đó thì anh không có đi công tác gì hết á. Thảo, anh bắt gặp ở quán cà phê đang ngồi chung với rất nhiều em xinh đẹp khác. Rất nhiều em, nhiều khi bạn bè người ta thôi. Chứ nếu mà bồ là một em thôi này nhiều. Chưa, khúc sau nó gay cấn hơn. Sao chị? Sao khúc nào? Em kể cho chị nghe. Chị kể đi, chị nôn quá à. Thiệt là học ghê á. Như cũng có tiểu thuyết. Một lúc sau thì mình đi ra thì ổng đi ra, thì lại có xe của ổng tới rước. Thì trên xe có một người khác, nhưng mà có một người phụ nữ khá là trẻ và xinh mà đang bế một đứa bé nữa. Thì ảnh lên xe thì ảnh mở cửa ra thì ôm đứa bé đó. Thì em hình dung ra được một câu chuyện rằng là người đàn ông này đã có gia đình rồi mà còn quen em. Khi mà em quay trở lại vô thì em hỏi những cái bé mà đang ngồi cái quán cà phê ngồi lúc nãy á, có một cái bé ngồi rất là sát ảnh, kiểu rất là thân, là mình cảm giác là mình thấy lấn cấn rồi mình vô mình hỏi mấy em với ảnh là mối quan hệ sao. Thì có một bé kêu là hai em thì chỉ là bạn thôi, còn cái này là đang quen ảnh, em là bạn gái của ảnh. Mình nghe là mình thấy mình cũng sốc rồi. Thì lúc sau em đi vô trong quán cà phê, vô cái chỗ lại cái vị trí của em ngồi. Thì khoảng tầm 10-15 phút sau gì đó thì có một bé lễ tân thì đi ra ghi trên một cái tờ giấy đưa trong tay bàn tay của em. Thì bảo rằng là chị ơi vô toilet đi, em có chuyện muốn nói với chị. Em đi vô theo. Bé hỏi em kêu là em thấy chị khá là tức giận. Chị với anh chàng đó đó là sao? Cái mình cũng kiểu là chị là bạn gái của anh đó, có gì không em? Bé quay qua kêu rằng là chị và ảnh quen nhau lâu chưa? Mình cũng trả lời. Đâu sợ đâu, bé nhỏ hơn mình mà, lỡ mà nó có quýnh mình thì mình quýnh lại thôi. Trời ơi, ghê quá. Chuyện thành tiểu thuyết rồi mấy em, ráng nghe tiểu thuyết nha. Rồi trời ơi, xinh sắc quá. Quá trời quá đất rồi. Cái bé nó mới trả lời rồi kêu là như vậy. Thì em mới kêu rằng là rồi em muốn nói gì với chị thì em cứ nói đi. Chị đừng có quen với anh đó, ảnh nó lừa chị á. Hiện tại em đang quen ảnh. Cái em mới quay qua kêu là ủa là sao? Mà bé ngoài bàn ngoài kia cũng là bạn gái rồi, em cũng là bạn gái rồi, cái người trong xe là có khả năng là vợ hay là người yêu hay là cái gì đó của ảnh. Rồi em lại nữa rồi, em nói vậy là sao chị không hiểu? Ổng đi lừa nhiều người lắm. Kêu là ủa rồi em dứt ra khỏi cái mối quan hệ đó chưa? Kêu chưa, vẫn còn nằm trong đó. Rồi bây giờ em dứt ra khỏi mối quan hệ đó chưa? Dứt liền. Dứt liền vậy được rồi. Sao vậy? Không nha, em không có nha. Thôi bây giờ mỗi bạn trai muốn kiếm sao nè, hai anh bên đây không có vậy đâu. Hai anh bên này đàng hoàng lắm, không có mà cho em mọc sừng đâu, em đừng lo. Không đâu, giờ thử cho em mọc sừng đi, là tới công chuyện với em luôn. Tới công chuyện luôn hả? Mọi người của em thì chững chạc, hầu như là những người em quen đều lớn hơn em, tuổi lớn hơn em. Lớn hơn mới cho em mọc 8 cái sừng đó. Nhỏ nhỏ dạ, nó, dạ. Nó mới thương em, nó mới chơi với em, nó cùng trang lứa. Mở cửa trái tim mới biết nó được. Nó khác liền ha. Chưa. Em đi theo ai vậy cưng, em gái? Em đi theo chị Tuyền. Dạ, hai anh trên này nè, em nhận xét cho chị cho nó cụ thể cho bên kia bạn em nghe coi. Dạ, theo em thì không có anh nào phù hợp hết. Không anh nào phù hợp hết. Trời, dạ. Thẳng quá vậy. Sao vậy em? Em thẳng quá vậy em. Dạ, tại thì chị Tuyền là một người kiểu chững chạc lắm. Tính cách cũng trưởng thành nữa. Thì lâu lâu cũng có chút nhõng nhẽo, nhưng mà hai bên này không ai chịu được chị đó hết đâu. Cho nên là không ai chịu được. Không anh nào hợp hết. Dạ. Trời ơi, hèn gì bây giờ chị Tuyền em cô đơn hoài. Dạ, dắt em theo nữa đó. Xem bàn rau vậy. Bắt bà này ở nhà, nhốt vô nhà cho tôi nha. Tại vì sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp như chị Tuyền em còn chịu không được nữa, nói gì là mấy anh đó. Là em lo cho hai anh này phải không? Dạ đúng rồi. Ta nói vậy mình cũng hoang mang quá Tường. Hoang mang quá thôi, để giờ cho gặp người ta nha. Tự đi chứ bây giờ cũng mà mình nghe mình cũng hoang mang nữa. Mở cửa trái tim. Đẹp trai đẹp gái không à. Wow.
họ đã được gặp mặt nhau trực tiếp. Trai đẹp gái không hà. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, mở cửa trái tim ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy hai cô gái của chương trình? Hai cô gái xinh đẹp. Bên này em thấy sao? Thấy rung. Hả? Thấy rung. Gì vậy gì vậy? Đừng chơi đừng xỉu chứ đâu cáp em. Thấy gì? Thấy sao thấy rung? Thấy rung. Thấy sáng. Sáng. Xinh sắc. Sắc. Xinh sắn. Xinh sắn. Ghê. Sáng sắc và xinh sắn. Rồi em gái ghế xanh. Em thấy bỡ ngỡ. Nó không như những gì em tưởng tượng cho lắm. Em tưởng tượng sao? Tại vì trước giờ em chưa có quan điểm là em sẽ quen gặp được người đẹp trai. Chứ em quen sao? Nay tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ. Tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ. Wow. Em nói khác cái làm chị hồi hộp dễ sợ luôn trời ơi. Nhỏ, ra biểu diễn hít đất cho chị coi cái nhỏ. Biểu diễn sức mạnh cho mấy em coi coi. Nhanh lên. Cởi áo đó. Em à, người đàn ông của gia đình nè, rủ em có mệt mỏi em xỉu người ta sẽ nâng đỡ em, ta ẵm em chạy vù luôn nè. Trời ơi. Ghê chưa? Một ngày hết bao nhiêu cái? Em không có hết rất nhiều, em chỉ tập tạ thôi. Em tập tạ thôi hả? Bây giờ vừa hết vừa hát được không? Có cần phải làm vậy không? Mình phải thể hiện mình chứ. Rồi, thử luôn nè. Hát bài gì đi cho. Hát bài gì? Từ từ đi. Hát bài gì? Hồi đó tôi nhớ có một anh tham gia chương trình mà hít đất mà tôi cho bạn gái ngồi lên lưng luôn á. Trời ơi, nó mạnh lắm. Thì làm cái đó đi chị chứ hát không được. Làm cái đó đi chị chứ hát không được. Mời em. Trời, chơi luôn em. Em à. Chơi luôn em à. Trai đẹp. Khỏe mạnh. Cảm giác này đã lắm em ơi, vui lắm. Xuống đi. Chị Tường Thị Phạm nhỏ nó sụm, hiểu không? Cưng được. Ok. Đó, rồi ngồi lên, ngồi vững cho người ta làm nha. Đừng có hại người ta nha. Rồi hai đứa sụm luôn á. Rồi. Được mấy cái nè, thử nè. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Thấy chưa, thấy vui không em? Thấy vui không em? Thấy vui không? Vui không cưng? Trời sao tay lạnh dữ vậy? Sao hoang mang? Nhỏ không được chơi thương nhau phút giờ. Khỏe không cưng? Dạ, thà là vậy đi còn hơn là hát hả? Dạ đúng. Chưa, cảm giác của cô nữ tiếp tân này nãy giờ chưa nói nè, em thấy sao? Em thấy cũng không giống em tưởng tượng lắm. Chứ em không tưởng tượng sao nè? Em tưởng tượng là một anh sẽ là to và kiểu ngồi đô. Chứ mà cởi áo ra là đô lắm, mày cởi ra chị coi coi. Trời ơi, có xăm mình xăm mẩy gì không đây? Không à. Đó. Trời ơi. Rồi. Đô nè, tại vì nó che lỡ đó. Vô đúng có phong tưởng tượng chưa? Đúng chưa? Vậy đúng không? Tao đưa con chuột lên vòng lên coi. Đó, thấy đô chưa? Đúng đúng chưa? Ý em tưởng tượng vậy phải không? Dạ. Mà em thích vậy hay là không thích vậy? Đó. Bự lắm á. Rồi giờ bạn này có gì biểu diễn cho tôi coi. Bây giờ coi. Mình hát đi nè. Bị đã hỏng. Thôi giờ tặng quà đi chứ giờ sao giờ? Dạ gì? Tặng cho người ta cái gì vậy? Tặng kẹp tóc. Tặng kẹp tóc luôn. Rồi kẹp tóc mà con cái thằng thỏ cài lên quá, cài lên vui người ta tặng cài mình lên phải cài mà. Lên đó đó, trời đất ơi là trời, dễ thương quá trời luôn. Rồi dễ thương quá trời. Có tặng không? Tặng đi em, mua bông hoa mới tặng trai thì em thích ai em tặng người đó. Em để sau một lúc em mới sau một à một lúc nữa đúng không? Một lúc nữa. Rồi em có tặng quà không? Dạ, tặng có. Đi cưng. Cho em nói cái này một xíu, tại vì lúc đầu á là em có tự làm bánh, nhưng mà tại vì sáng nay em đi làm á cái phải tới đây quay gấp quá cái em quên, nên cái này là em mua. Trời ơi, tưởng đâu nhưng em mà làm. Cái này là bánh em thích á, em mua cho em thích cho nên là cái này sẽ ngon. Chị tưởng đâu em làm đồ chứ giờ em mua thôi kệ, người ta cũng có công mua tạ cái tâm mua quà. Bánh đó bánh cổ thích đó. Rồi nếu mà vậy thì bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề nha. Hồi nãy em kể câu chuyện tiểu thuyết của em bên đây hai anh nghe chăm chú dữ lắm. Bây giờ mình sẽ kể cái chủ đề là mọi người sẽ chia sẻ suy nghĩ ra làm sao để biết được đối phương của mình đang cấm sừng mình. Thế em nghĩ là mình nhắn tin người ta là người ta bận suốt hàng ngày, ví dụ như hàng ngày mình gọi video call ba bốn cuộc nhưng mà tới khi cấm sừng không cuộc nào. Như là ngắt liên lạc hết. Ngắt liên lạc. Bây giờ theo như em, bây giờ hai bạn các em đều là những người trẻ hết đúng không? Dạ. Có còn xin tiền cha mẹ không? Không.
là tự lập. Yeah. Rồi thí dụ giờ mình có bạn gái thì mình đi chơi đó, ăn uống du lịch đi chơi, ai là người trả tiền? Em. Yeah. Em có bắt bạn gái chia không? Không chị, tại vì nếu mà lo cho người ta thì mình sẽ chủ động mua những cái việc đó hơn. Nếu bây giờ mà nó thích mua cái gì thì em sẽ cố gắng, hoặc là em sẽ tự hiểu mua cho bạn. Rủa mình không có đủ tiền sao? Em nghĩ bạn gái thằng xinh trong cái đủ tầm của em không? À, à, cái người quen yêu thương mình là phải biết cái tầm mình mua được cái gì. À. Là như em không có tiếc, nghe là trong khả năng em lại mua luôn. Dạ. Nhưng mà người ta cũng sẽ hiểu được cái tấm lòng của mình thôi. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ thì nếu mà yêu thương nhau thật lòng thì em trả tiền, nhưng mà em hết thì em xin. Em xin, trời ơi, nghe em dễ xin thương hai. Quá. Hai. Mà em xin ai? Xin người yêu chân thẳng. Xin người yêu. À. Dễ thương không? Em trả tiền nhưng mà khi nào em hết thì em xin. Cứ rồi. Mình cứ thật thà với nhau là dễ sống. Xin sao? Ví dụ như xin bạn gái xin sao nè? Em ơi, anh hết tiền đi ăn rồi em trả nha. Rồi em trả. Là kêu em trả chứ không phải xin là em ơi anh hết tiền cho anh tiền, là không phải phải không? Em ơi, em ghế đỏ, ví dụ như bạn trai mình xin mình vậy thì em nghĩ như thế nào? Dạ không sao ạ, em có thể trả tiền. Giống như là thì hôm nay anh trả thì hôm sau em trả. Nhưng mà lâu lâu anh xin lần thôi ha, anh xin hoài cũng hơi kỳ ha. Xin hoài em đánh á. Xin hoài em đánh hả? Rồi thôi bây giờ nè, hai bạn, mấy các bạn tự hỏi nhau đi. Ôi nhưng mà em hỏi anh ghế áo xanh á. Kêu bằng chị đi cơ. Hỏi á. Em có bằng lái chưa vậy? Ok. Em chưa. Em có bằng lái chưa? Em chưa. Ủa bằng lái xe Honda em có chưa? Dạ. Bằng lái xe Honda? À có rồi. Em mới đi xe máy hả? Hỏi chị đi, vậy chị có xe gì? Em có thể bóc đầu được chứ? Thì nó có thể. Có thể luôn. Sợ lắm, không ngồi đâu. Không ngồi thì mình nằm như nãy vậy đó. Phái à, phái trò chơi thú nhung rồi. Cái gì nữa, tiếp đi cơ. Nhưng bạn hoàng bớt hả? Hỏi hai bạn là có thích người con trai kiểu quá cơ bắp hay không? Tại vì mục tiêu của mình cũng hướng tới là vạm vỡ hơn body bây giờ. À, muốn hơn như vậy nữa hả? Dạ. Nhưng mà cái gu của em nó kiểu nó thiên về hơi kiểu vừa vặn thôi chứ không phải cơ hết á, em bị sợ. Dạ em thì đẹp là được à, đẹp là được à, đẹp là được à. Đẹp là được, hồi nãy chị nghe em nói lúc mở ra em nói là em thích vậy mà phải không? À. Em tưởng tượng là bự mà cuối cùng không bự, bây giờ cởi ra thấy bự là em thích mà phải không? Phải liền. Phải không? Em cũng sợ mà, sợ kiềm chế không nổi đúng không? Có cần dắt cho toilet không? Có cần dắt đi gồng nội công không nè? Lỡ mà giờ em nói thích cái ba mẹ nhà coi, ba mẹ la em. Trời ơi, vậy là thích rồi đó. Hỏi là nếu mà hai bạn quen nhau có bắt buộc bạn nam dành thời gian cho mình không? Hơi nhiều á. Hơi nhiều. Dạ. Em muốn là cho em cái không gian riêng của em, sau đó thì ví dụ hai đứa có cùng thời gian rảnh thì mình hẹn gặp nhau nói chuyện nhiều hơn thôi. Chứ cũng không cần nhắn tin gọi điện nhiều. Em thì em không cần mấy cái đó, em cần hành động thôi. Cái cách của con trai sẽ quan tâm đến người con gái mà mình thương là họ sẽ dùng hành động thực để thực hành cái điều đó, chứ không phải rằng là chỉ là gọi điện thoại suốt ngày hỏi là em ăn sáng chưa, em ăn chưa chưa, em tắm chưa, em về chưa, em ngủ chưa. Những cái từ chưa 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 đó là một ngày nào đó em cũng sẽ trả lời là chưa. Giờ cho các bạn cái thử cảm xúc đi. Thấy qua đây cơ, qua đây này, nó ngoan lắm, biểu làm gì anh làm biểu nhiều nhiệt tình. Đứng lên em gái, từng bạn, mấy bạn nam bữa nay lời lắm nha, chị Tường sẽ cho các bạn nắm tay từng bạn gái một để cảm nhận coi là có hợp gu với mình không. Các em gái thì kiểm tra coi có mình có thích không, nó có điện chạy qua không, tại phụ nữ mình nhạy lắm. Anh hơi lạnh nha. Nắm tay rồi có nói gì với nhau không? Lạnh nha. Dạ. Nhưng mà tay em ấm rồi. Ok. Nếu muốn anh cho chương trình thấy thế nào? Thấy không? Hay mời em. Anh cần tham gia để tìm hiểu thêm và xem thử mình đang cần cái gì. Nghe gì không Đạt? Không. Tao cũng không nghe gì luôn. Hai đứa đang đếm số á. 1, 2, 3, 4. Rồi qua bên kia. Rồi đây. Xin chị. Xin chị. Khoanh tay xin chị. Xin đi. Xin chị. Xin chị nắm tay chị. Xin đi. Em xin đi. Khoanh tay vô, ngoan. Khoanh tay vô. Dạ. À, chị thường kêu em nắm tay cảm nhận. Thấy em hơi lạnh nha. À, tay chị cũng lạnh mắt nha. Dạ, cô. Rồi. Vậy chỗ đó đi cầu cứu, mình nhìn qua đây chi.
Nói gì mà xin chị đi. Em đâu, chị đâu có ăn thịt em đâu. Ừ. Thôi, được rồi, okay. Mình bắt tay nhau một xíu ha. Dạ. Về đi em. Đổi kép, đổi kép, đổi kép. Đừng có làm mất mặt đàn ông nha. Nè, bây giờ mới... Mạnh mẽ lên cho chị. Mạnh mẽ lên nè. Mạnh mẽ lên. Ừ. Rồi. Dạ. Anh ta anh cũng làm vậy. Làm không? Dạ. Ảo quần máy, ảo quần máy. Em nhà ở đâu thế? Em ngồi ngồi vậy? Đang điều tra. Chú mang điều tra hay gì ngồi ở nhà ngồi cửa. Em không có phạm tội gì đâu, em thề. Em không có phạm tội gì đâu, em thề. Anh cũng không có bắt em đâu. Nhìn thì cảm, cảm ơn người ta. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi qua hỏi thăm hộ khẩu của người bạn của anh kia. Em ở Đồng Nai hả? Dạ, em ở Đồng Nai. Nhìn cổ đi chứ nhìn lâu vậy? Quanh vì sao vậy? Anh đâu vì sao đây em? Sao mà anh cứ ngoay qua đây, ngoay qua đây. Còn cô cũng ngoay qua đây. Cầu cơ bá bung rồi đó. Sang chấm. Sao thế? Sao sang trắng rồi? Đi xa quá hả? À không, bình thường, cái này là bình thường, em đi được. À, tưởng đi xa quá mệt chứ. Không sao. À. Vậy rồi anh có hỏi gì em không? Dạ anh cũng không biết hỏi sao. À không hỏi gì, thôi anh về chỗ đi. Dạ, rồi, cái tay anh. Kèo kỳ quá. Thôi. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chắc chắn là cũng sẽ cảm nhận được những cái giây phút vừa rồi rất là dễ thương. Và bây giờ là đến lúc đưa ra quyết định của mình. Ở bên cái ghế của tụi em đều có hai cái nút bấm. Nếu như mình cảm thấy là mình thích, mình muốn kết duyên, kết duyên đây là để mà tìm hiểu á, với cái bạn ở ghế màu nào thì mình cứ bấm vào cái nút màu đó. Rồi mời Đạt. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn hãy đặt tay lên nút bấm của mình, hướng mặt ra trước và hãy nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Hỏi hai bạn là có thích người con trai kiểu quá cơ bắp hay không? Tại vì mục tiêu của mình cũng hướng tới là vạm vỡ hơn body bây giờ. Nhưng mà cái gu của em nó kiểu nó thiên về hơi kiểu vừa vặn thôi chứ không phải cơ hết á, em bị sợ. 4 Em nghĩ thì nếu mà yêu thương nhau thật lòng thì em trả tiền, nhưng mà em hết thì em xin. Cứ mình cứ thật thà với nhau là dễ xong. Dạ không sao ạ, em có thể trả tiền. Giống như là thì hôm nay anh trả thì hôm sau em trả. 3 2 1 và bấm. Bấm rồi à? Hết thời gian. Hết thời gian. Sao hai cô gái của tôi không cô nào bấm vậy? Cái cô chị kia không bấm là đúng rồi. Cô tôi hiểu cô rồi, sao em lại không bấm? Dạ thì em cũng để ý một anh mà em cũng thấy hơi mông lung một tí. Mông lung vụ gì? Tại thấy hai bạn cũng không có chủ động lắm á. Có mà. Người ta bấm kịch kịch luôn rồi kìa chứ sao không có chủ động. Rồi, thôi được rồi. Nay đàn gái căng quá, tội nghiệp đàn trai tôi quá luôn á. Mọi người đứng dậy tôi ôm một cái nhẹ nhàng để lấy hình nè. Đó. Trời ơi. Chỉ có đàn ông của mình thôi. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thôn thương. Anh muốn ta là của nhau. Cái gì vậy? Nào, cái gì vậy? Các bạn lộ giới tính vậy? Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời. Từng phút giây tuyệt vời yêu. Không ai ôm thì mình sẽ tự ôm nha. Hai chàng trai của tôi bữa nay thiệt sự là quá tuyệt vời luôn á. Ủa rồi bó hoa giờ có tặng không? Dạ có chị. Tặng đi chứ. Bây giờ tặng ai đó? Chị muốn tặng lúc ai này, tặng? Cái gì lựa chọn của em lúc nãy thì em sẽ chọn bạn đó, thì sẽ tặng cho bạn. À rồi. Đúng rồi. Tặng em nha. Em cảm ơn.
Dí đó mà nhớ lần nào không chọn nhỏ thiệt tình luôn á. Dễ thương dễ sợ. Ví dụ hồi nãy mà em nói em có để ý người đó, giờ em nói thẳng luôn hết chương trình, em nói thẳng luôn đi. Là anh nào? Anh cơ bắp phải không? Anh thích cơ bắp, xong cơ bắp, anh cơ bắp. Trời ơi, mà từ chối người ta trên sóng truyền hình, thiệt tình người ta đã tặng hoa cho mình rồi. Thiệt, nói chung là trong cuộc sống đôi lúc nó, cái cơ hội nó tới thì mình nên nắm bắt quý vị ạ. Và đặc biệt là các bạn trẻ nữa, thì các bạn cứ nên là dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Thất bại lần này mình còn có những lần sau, mà có gì đâu mà mình phải căng thẳng như vậy. Đúng không quý vị? Tường xin thay mặt chương trình nè, chúc cho tụi em nè, thứ nhất là được nhiều sức khỏe. Nhất là tụi em đang còn trẻ, mình đang còn phấn đấu trong cái sự nghiệp thì sẽ sớm tìm được ổn định cái sự nghiệp của mình, phát triển cái sự nghiệp của mình. Rồi khi nào cái tình duyên nó tới thì tụi em sẽ có được một cái người như ý muốn nha. Rồi, chúc cho các bạn cũng vậy nhé, sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, luôn luôn xinh đẹp, rạng rỡ. Kính thưa quý vị, là bây giờ thì các Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn đó là một phần cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG, không có chất bảo quản. Những cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, bởi vì chương trình cũng sẽ dành cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng sắp ra mắt mang tên Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong cái ứng dụng này thì cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nhé. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Bye bye.